Quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên văn tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và đời sống. Tại Sài Gòn, một số cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại từ ngày 23 tháng 4. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào hôm 22 tháng 4 vừa có quyết định cho phép mở lại các cửa hàng kinh doanh hàng hóa, kinh doanh đường phố và dịch vụ không thiết yếu tại thành phố Sài Gòn. Những nơi này được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ sở y tế trong việc phòng chống dịch COVID-19. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 23 tháng 4. Riêng việc nới lỏng cách ly xã hội như thế nào, chính quyền thành phố Sài Gòn sẽ có hướng dẫn trong thời gian sớm nhất để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân. Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh, chính quyền cho biết sẽ tiếp tục giám sát các địa điểm có nguy cơ cao, bao gồm các khu lưu trú của công nhân, của người nước ngoài, các cơ sở y tế, các nơi chăm sóc và bảo trợ xã hội. Ngoài ra, chính quyền cũng tăng cường đầu tư cho ngành y tế, nhất là ngành y tế dự phòng. Bên cạnh đó, cũng tiến hành đầu tư vào nguồn nhân sự nhằm đáp ứng đủ nhu cầu trong xã hội. Và Hà Nội áp dụng cách ly xã hội thêm một tuần nữa. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào hôm 22 tháng 4 cho biết, hiện nay chỉ có Hà Nội là nằm trong danh sách thành phố có nguy cơ cao trong việc lây lan dịch bệnh COVID-19. Do đó, chính quyền tại đây phải tiếp tục áp dụng việc cách ly toàn xã hội thêm một tuần cho đến hết ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đề xuất được tiến hành mở cửa các cửa hàng, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố tùy theo tình hình thực tế tại mỗi địa phương, nhưng vẫn bảo đảm việc phòng dịch. Theo đó, các cơ sở kinh doanh có trách nhiệm yêu cầu khách hàng phải thực hiện việc giữ khoảng cách với người đối diện theo quy định. Chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch của cơ sở do mình quản lý. Ngoài ra, với các địa phương có cửa khẩu, khu công nghiệp lớn, có nhiều lao động tự do, cần chú trọng trong việc phòng chống dịch cho các nhóm đối tượng này. Bộ Công an bắt giam giám đốc và nhiều nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 4, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 7 nhân viên thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can gồm có Nguyễn Nhật Cả, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền và Lê Xuân Tuấn. Các bị can vừa nêu trên có liên quan đến việc hưởng tiền chênh lệch khi mua sắm máy xét nghiệm COVID-19. Được biết, trong giai đoạn chống dịch bệnh vừa qua, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống máy móc xét nghiệm Real-Time PCR để phục vụ cho nhu cầu xét nghiệm gia tăng. Tuy nhiên, mức giá mà CDC Hà Nội kê khai được cho là cao hơn rất nhiều so với giá thị trường. Đặc biệt, giá của máy xét nghiệm Real-Time PCR mà CDC Hà Nội mua là 7 tỷ đồng, trong khi giá trên thực tế chỉ là 4 tỷ. Ngoài Hà Nội, một số địa phương khác cũng đã mua thiết bị tương tự với mức giá cao gấp 3 đến 4 lần so với giá của thị trường. Tại Quảng Ninh, 298 người Việt Nam bị kẹt lại ở Nhật Bản đã trở về nước. Chuyến bay chở theo 298 người Việt Nam từ Nhật Bản đã hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn lúc 3 giờ chiều ngày 22 tháng 4. Hành khách trên chuyến bay này gồm các du học sinh, khách du lịch và người lao động bị kẹt lại tại Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau khi làm thủ tục, toàn bộ hành khách được đưa về các điểm cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Được biết, từ đầu tháng 2 cho đến nay, phi trường Vân Đồn đã đón 35 chuyến bay với hơn 5.300 hành khách về nước từ nhiều vùng dịch khác nhau. Trong khi đó, tại Lào Cai cũng đã có hàng trăm người lao động bị mất việc từ Trung Quốc trở về trong 3 ngày qua, khiến nhà chức trách tại đây phải mở thêm khu cách ly. Tin cho biết, từ 19 đến 21 tháng 4, tỉnh này đã tiếp nhận hơn 500 người lao động về từ Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các doanh nghiệp phía Trung Quốc đã giảm nhu cầu sử dụng lao động. Và một bản tin về đời sống cho biết tài tử Brad Pitt xuất hiện trong bản tin thời tiết ngày 20 tháng 4 vừa qua. Trên chương trình Some Good News,
người dẫn chương trình John Krasinski phỏng vấn ba phi hành gia của NASA. Giữa cuộc trò chuyện thì anh nói muốn nghỉ ngơi và mời khán giả cùng xem thông tin thời tiết. Lúc này màn hình đã chuyển đến cảnh Brad Pitt từ nhà riêng nhìn lên bầu trời và nói: "Thời tiết hôm nay rất đẹp." Đoạn video đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Khán giả thích thú với màn xuất hiện bất ngờ và hài hước của Brad Pitt. Và năm 2018, nam diễn viên cũng từng thử làm MC dự báo thời tiết trên chương trình Jim Jefferies Show. Tuy nhiên đó chỉ là các tiểu phẩm hài do anh và các biên tập viên chương trình lên ý tưởng. Brad Pitt hiện đang tránh dịch tại nhà riêng ở Los Angeles, nơi mà anh và Angelina Jolie đã từng sống chung cùng với 6 con trước khi ly dị. And half the population don't believe it. Depressing, yes. Kính thưa quý vị, Lady Gaga khởi xướng show One World Together at Home. Lady Gaga đã khởi xướng show One World Together at Home, quy tụ hàng trăm ngôi sao cùng hát cổ vũ tinh thần lực lượng chống COVID-19. Chương trình gồm có hai phần, phát sóng từ lúc 1 giờ sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua trên các mạng xã hội như YouTube, Twitter và nhiều kênh truyền hình như NBC, ABC, CBS, v.v. Và nghệ sĩ tham gia từ tên tuổi gạo cội cho tới lứa sao trẻ, đại diện dòng nhạc như pop, rock, đồng quê, blues hay giao hưởng. Suốt 8 giờ đồng hồ, họ đã mang đến 89 tiết mục gồm những nhạc phẩm nội dung tích cực, kêu gọi sự đoàn kết, tinh thần lạc quan và tình yêu. Hình ảnh thực tế về công tác chống dịch tại những điểm đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19 như Hoa Kỳ, châu Âu được chiếu lồng ghép. Ngoài ra, hàng trăm người nổi tiếng gồm ca sĩ, diễn viên, chính trị gia, vận động viên, doanh nhân xuất hiện với tư cách khách mời. We have to care, we have to be aware, but we have to... Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một buổi tối thật là bình yên và thật hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.